Những năm qua, những phi công, thợ kỹ thuật của Không quân Nhân dân Việt Nam đã và đang miệt mài huấn luyện, làm chủ những dòng máy bay mới, hiện đại, kế tục sứ mệnh giữ gìn màu xanh hòa bình của bầu trời Tổ quốc của cha anh. Và những thành quả ấy có được, một phần chính là nhờ tình đồng chí, đồng đội, gắn bó, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và hậu phương vững chắc để những người lính bay giữ trọn niềm tin, thực hiện sứ mệnh cao cả để canh giữ bình yên bầu trời Tổ quốc. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin được dành một phần thời lượng của chương trình để nói về bản lĩnh, nghị lực sống, cống hiến và những sự hy sinh âm thầm giữa thời bình của những người lính Không quân Nhân dân Việt Nam. 1.150 giờ bay trên 3 loại máy bay, giảng viên 4 khí tượng của dòng máy bay Su-22M4, Thượng tá Dương Quốc Thịnh, Chính ủy Trung đoàn Không quân 921 là một phi công chiến đấu lão luyện, người đã từng trải qua nhiều đơn vị từ Bắc tới Nam tại những vùng có thời tiết khí hậu khắc nghiệt nhất của đất nước. Còn thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Quốc Huy, quyền phân đội trưởng thiết bị hàng không của đơn vị, cũng là một người có kinh nghiệm lâu năm trong công tác đảm bảo kỹ thuật cho những chuyến bay. 2 năm liên tiếp, anh là chiến sĩ thi đua cấp quân chủng với những nỗ lực và thành tích đặc biệt xuất sắc sau nhiều năm cống hiến. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi gia đình anh bất ngờ gặp biến cố lớn, người con đầu của anh không may mắc phải căn bệnh ung thư máu. Chỉ 3 tháng sau khi bước chân vào năm thứ nhất đại học, ngay khi biết tin dữ của đồng đội, thì những sự quan tâm, động viên, tạo điều kiện kịp thời của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 921 như người anh cả của đơn vị, Thượng tá Dương Quốc Thịnh, đã luôn sát sao với hoàn cảnh của người đồng đội, giúp cho thiếu tá Nguyễn Quốc Huy có thêm nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong quân đội mình, sự đoàn kết rất lớn. Chúng tôi là những người thợ máy thì lúc nào phải có cái tâm ở trong công việc, đảm bảo cho những chuyến bay luôn luôn phải an toàn, cố gắng để vừa hoàn thành nhiệm vụ của chuyên môn của bản thân và cũng hoàn thành cái nhiệm vụ của là người cha, người chồng của gia đình. Nhưng ít ai biết, đằng sau sự quan tâm ấy là một sự thấu hiểu, cảm thông sâu sắc của một người đã và đang vượt qua những giây phút khó khăn. 3 năm nay, người vợ của Thượng tá Dương Quốc Thịnh, một bác sĩ, cũng đang kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư. Một mình chị vừa càng đáng công việc gia đình, thay chồng lo cho các con, vừa dốc sức vì bệnh nhân, vừa tự mình chiến đấu kiên cường với bệnh tật để làm điểm tựa tinh thần cho chồng, một phi công chiến đấu có thể yên tâm công tác xa nhà. Vợ tôi này đã có nói thể là ngay cái nghị lực rất phi thường để vượt qua cái thời gian khó khăn nhất. Đó là cái động lực giúp tôi là phải phát huy tốt hơn nữa trong mọi cái công việc. Và với hoàn cảnh gia đình như vậy thì tôi phải nỗ lực cố gắng để không phụ lòng mong mỏi như là cái công sức của người vợ đã tình cảm đã dành cho một người chồng, một người phi công chiến đấu. Là một phi công chiến đấu, chỉ cần một giây phút sao nhãng thôi thì không chỉ bản thân mà những người đồng đội của mình mới chính là những người bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Bản lĩnh của một phi công dày dạn kinh nghiệm và trách nhiệm của một người chỉ huy đơn vị không cho phép Thượng tá Dương Quốc Thịnh có một giây phút nào được phép dao động khi đang thực hiện nhiệm vụ bay. Vượt qua được 3 năm khó khăn đó, không chỉ có bản lĩnh và những nỗ lực không biết mệt mỏi của hai vợ chồng phi công Dương Quốc Thịnh, mà còn là sự sẻ chia, giúp đỡ và ý chí quyết tâm của đồng chí đồng đội trong đơn vị. Chúng tôi đặt cái nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay lên hàng đầu. Dù có khó khăn như thế nào, yếu tố khách quan hay yếu tố chủ quan, thì chúng tôi đều quyết tâm, đồng lòng từ trên xuống dưới, từ cán bộ đến chiến sĩ, để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn để thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Hai vợ chồng cùng mang trọng trách của những người lính vì nhân dân. Họ hiểu và đồng cảm với nhau trong từng giây, từng phút. Vì họ tự nhủ với bản thân rằng khi đã khoác lên mình màu áo lính hay bộ blue trắng thì trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân luôn phải được đặt lên cao nhất.
hai cái lực lượng đều là người chiến sĩ, một người chiến sĩ mặc áo lính, một người chiến sĩ mặc áo trắng. Trên mọi cái phương diện công tác của mỗi người thì chúng tôi luôn động viên, chia sẻ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là trong cái dịp này là đang cái dịp corona, vợ tôi cũng đang phải chiến đấu với cái bệnh dịch này, thì chúng tôi luôn luôn động viên nhau là hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được của trên giao. Những con người ấy không chỉ luôn luôn hy sinh tất cả cho gia đình, mà họ còn luôn sẵn sàng hy sinh cả bản thân, cả tuổi thanh xuân cho hạnh phúc của nhân dân, cho tổ quốc. Bởi số mệnh đã sinh ra họ với trách nhiệm của những người canh gác cho bình yên bầu trời tổ quốc. Những người lính không quân là như vậy, mỗi khi cất cánh lên đường thực hiện nhiệm vụ, họ luôn mang theo lời thề của bộ đội Cụ Hồ, tất cả vì sự bình yên cho tổ quốc. Và đúng như những gì Thượng tá Dương Quốc Thịnh, nhân vật của chúng tôi trong phóng sự vừa rồi đã chia sẻ, thì hậu phương vững chắc chính là điều quan trọng nhất để họ có thể an tâm đảm đương những nhiệm vụ ngày càng phức tạp của người lính không quân trong thời bình. Đó là huấn luyện cường độ cao trên những dòng máy bay tiêm kích đa năng hiện đại và lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Thế hệ những người phi công lớp sau tiếp bước lớp trước luôn vững một niềm tin và có một tình yêu vô tận với bầu trời của Tổ quốc. Tốt nghiệp bằng khá trường sĩ quan không quân năm 2012, đồng chí Nguyễn Quang Sáng là một trong 6 phi công được tuyển chọn biên chế về Trung đoàn 935, Sư đoàn 370. Đó là lứa phi công đầu tiên mà Quân chủng Phòng không không quân quyết định thử nghiệm phương pháp huấn luyện mới, chuyển loại thẳng từ máy bay huấn luyện L-39 lên dòng tiêm kích đa năng hiện đại nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam hiện nay, Su-30 MK2. 12 năm xa gia đình để theo đuổi ước mơ trở thành phi công chiến đấu. 7 năm với gần 900 giờ bay an toàn trên dòng tiêm kích Su-30 MK2. Chàng thanh niên mới vừa 30 tuổi, Nguyễn Quang Sáng đã gác lại mọi đam mê, dành cả tuổi thanh xuân để làm bạn với bầu trời. Xuất phát điểm không phải là người xuất sắc nhất, nhưng bằng sự nỗ lực rèn luyện, sự ham học hỏi đồng chí đồng đội để tự hoàn thiện bản thân, đã giúp phi công Nguyễn Quang Sáng 3 năm lên liền 3 cấp. Đến nay, anh chính là phi công phản lực cấp 1, phó phi đội trưởng trẻ nhất của Quân chủng Phòng không không quân trong thời bình. Nhiều năm liền, anh luôn nằm trong top dẫn đầu về hiệu quả công việc. Khi đã mặc bộ quần áo bay lên người, đi bay là cầm súng bảo vệ bầu trời Tổ quốc, hứa với Tổ quốc và nhân dân, lực lượng phi công chiến đấu chúng tôi không để Tổ quốc bị bất ngờ, để bầu trời cũng như Tổ quốc luôn luôn được bình yên, được hòa bình. Và chúng tôi luôn tin rằng phải học tập, tu dưỡng, rèn luyện ý chí, rèn luyện bản thân tốt hơn nữa và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tốt hơn nữa. Không chỉ miệt mài với cường độ huấn luyện cao trên các dòng máy bay, khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, những người lính không quân cũng luôn đặt mình trong tâm thế lên đường bất cứ lúc nào. Đã nhiều năm thực hiện công tác cứu nạn tại các vùng đảo xa, phi công Ngô Hồng Sơn cùng các đồng đội tại Trung đoàn Không quân 977, Sư đoàn 370 không xa lạ gì với những chuyến bay trong điều kiện phức tạp trên biển xa. Trong mưa bão, dù đã có thông tin về thời tiết, nhưng khi bay trên biển xa, thực tế có khi còn xấu hơn nhiều dự báo. Trong những tình huống này, các thành viên tổ bay trực thăng phải thực sự bản lĩnh, bình tĩnh, phối hợp chính xác để xử lý. Ngư dân bị nạn giữa biển, sự sống rất mong manh. Bay chính là cách nhanh nhất để cấp cứu. Không ít lần trên đường về, máy bay phải bay rất thấp, kể cả ban đêm, bởi nếu bay cao, áp suất giảm, có thể nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Bay thấp là sự thử thách kỹ năng và tinh thần thép. Bất kể là trong điều kiện thời tiết cũng như là trong điều kiện công tác, mọi công tác đảm bảo, nó cũng có những cái giới hạn và khó khăn, nhưng chúng tôi bằng ý chí quyết tâm đã thực hiện hàng trăm chuyến bay cứu hộ cứu nạn quân dân trên đảo Trường Sa thành công. Và cái hạnh phúc nhất của chúng tôi đó là đã đưa được anh em về cho bác sĩ quân y viện
cứu chữa và anh em đã vượt qua được cái bệnh tật hiểm nguy. Và ngày ngày, những cánh bay trực thăng quân sự cùng các lực lượng khác vẫn luôn sẵn sàng vượt trên rừng thẳm, núi cao, biển rộng, nơi có những người dân đang cần cứu nạn khẩn cấp, nơi sự sống đang đếm ngược từng giờ. Tất cả về bình yên bầu trời Tổ quốc, đó không chỉ là khẩu hiệu mà còn là mệnh lệnh không lời đối với mỗi người lính không quân. Và để hiểu thêm về những phi công trong thời bình, xin mời quý khán giả và các đồng chí cùng đến với cuộc trò chuyện của phóng viên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội với Trung tướng Lâm Quang Đại, Chính ủy Quân chủng Phòng không không quân, một phi công đã có hàng nghìn giờ bay trên tất cả các dòng máy bay đang có trong biên chế của Không quân Nhân dân Việt Nam tại các trung đoàn không quân tiền tiêu của quân chủng. Và cũng là người đã đóng góp rất nhiều công sức để đào tạo nên thế hệ phi công trẻ xuất sắc của Quân chủng Phòng không không quân trong giai đoạn hiện nay. Thưa Trung tướng, đồng chí có thể cho biết quân chủng đã đặc biệt chú trọng và quan tâm như thế nào đối với việc tạo nguồn phi công trẻ để đáp ứng được yêu cầu tiến thẳng lên hiện đại của lực lượng không quân ạ? Trước hết là cái tuyển cái nguồn nhân lực đầu vào là chúng tôi yêu cầu rất là cao. Một là yếu tố sức khỏe, hai là cái yếu tố về chính trị tinh thần và cái trình độ về ngoại ngữ. Để các đồng chí khi mà được vào nhà trường đấy, các đồng chí có thể là tiếp cận ngay được các cái nền khoa học tiên tiến của thế giới và của các cái nước mà chúng ta mua sắm các loại vũ khí trang bị. Các đồng chí phi công để khai thác các cái vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có thì chúng tôi luôn luôn có một cái hướng mở để có cho cái sự phát triển của quân chủng. Thì có gửi đi đào tạo những cái kiến thức bổ sung thêm và chuyển loại các cái loại máy bay mua bổ sung cho xây dựng lực lượng không quân để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chúng tôi rất chú trọng cái xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, xây dựng cho đội ngũ phi công nói riêng cũng như là bộ đội phòng không quân có cái bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và nhận thức rõ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, tập trung vào cái nâng cao cái nhận thức và nhận diện về đối tượng đối tác cũng như là các cái âm mưu thủ đoạn của các cái thế lực thù địch, đồng thời cũng trang bị cho anh em những kiến thức cơ bản về đối phó với một cái cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao, xây dựng cho bộ đội có cái sức đề kháng cao. 100% đội ngũ phi công của chúng tôi là không có cái đồng chí nào là có thể là có biểu hiện là từ chối hay thoái thác.